Xá Lợi Tử hỏi, Bạch Thế Tôn, do duyên gì? Có Đại Bồ Tát tuy học như vậy nhưng chẳng phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa nên chẳng thành tựu trí nhất thiết trí. Phật dạy, Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa phân biệt chấp trước, đối với tịnh lự tinh tấn an nhẫn tịnh giới bố thí ba la mật đa phân biệt chấp trước, thì Đại Bồ Tát như vậy tuy học như vậy nhưng chẳng phải là học Bát Nhã Ba La Mật Đa nên chẳng thể thành tựu trí nhất thiết trí. Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo đối với sắc phân biệt chấp trước, đối với thọ tưởng hành thức phân biệt chấp trước, thì Đại Bồ Tát như vậy tuy đã học như vậy nhưng chẳng phải là học Bát Nhã Ba La Mật Đa nên chẳng thành tựu trí nhất thiết trí. Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo đối với nhãn xứ phân biệt chấp trước, đối với nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ phân biệt chấp trước, thì Đại Bồ Tát như vậy tuy học như vậy nhưng chẳng phải là học Bát Nhã Ba La Mật Đa nên chẳng thể thành tựu trí nhất thiết trí. Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo đối với sắc xứ phân biệt chấp trước, đối với thanh hương vị xúc pháp xứ phân biệt chấp trước, thì Đại Bồ Tát như vậy tuy học như vậy nhưng chẳng phải là học Bát Nhã Ba La Mật Đa nên chẳng thể thành tựu trí nhất thiết trí. Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo đối với nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra phân biệt chấp trước, thì Đại Bồ Tát như vậy tuy học như vậy nhưng chẳng phải là học Bát Nhã Ba La Mật Đa nên chẳng thể thành tựu trí nhất thiết trí. Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo đối với nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra phân biệt chấp trước, thì Đại Bồ Tát như vậy tuy học như vậy nhưng chẳng phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa nên chẳng thể thành tựu trí nhất thiết trí. Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo đối với tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra phân biệt chấp trước, thì Đại Bồ Tát như vậy tuy học như vậy nhưng chẳng phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa nên chẳng thể thành tựu trí nhất thiết trí. Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo đối với thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra phân biệt chấp trước, thì Đại Bồ Tát như vậy tuy học như vậy nhưng chẳng phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa nên chẳng thể thành tựu trí nhất thiết trí. Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo đối với thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra phân biệt chấp trước, thì Đại Bồ Tát như vậy tuy học như vậy nhưng chẳng phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa nên chẳng thể thành tựu trí nhất thiết trí. Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo đối với ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra phân biệt chấp trước, thì Đại Bồ Tát như vậy tuy học như vậy nhưng chẳng phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa nên chẳng thể thành tựu trí nhất thiết trí. Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo đối với địa giới phân biệt chấp trước, đối với thủy hỏa phong không thức giới phân biệt chấp trước, thì Đại Bồ Tát như vậy tuy học như vậy nhưng chẳng phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa nên chẳng thể thành tựu trí nhất thiết trí. Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo đối với thánh đế khổ phân biệt chấp trước, đối với thánh đế tập diệt đạo phân biệt chấp trước, thì Đại Bồ Tát như vậy tuy học như vậy nhưng chẳng phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa nên chẳng thể thành tựu trí nhất thiết trí. Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo đối với vô minh phân biệt chấp trước, đối với hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ ưu não phân biệt chấp trước, thì Đại Bồ Tát như vậy tuy học như vậy nhưng chẳng phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa nên chẳng thể thành tựu trí nhất thiết trí. Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo đối với bốn tịnh lự phân biệt chấp trước, đối với bốn vô lượng bốn định vô sắc phân biệt chấp trước, thì Đại Bồ Tát như vậy tuy học như vậy nhưng chẳng phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa nên chẳng thể thành tựu trí nhất thiết trí. Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo đối với bốn niệm trụ phân biệt chấp trước,
đối với bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo phân biệt chấp trước. Thì Đại Bồ Tát như vậy, tuy học như vậy, nhưng chẳng phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên chẳng thể thành tựu trí nhất thiết trí. Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo, đối với năm loại mắt phân biệt chấp trước, đối với sáu phép thần thông phân biệt chấp trước, thì Đại Bồ Tát như vậy, tuy học như vậy, nhưng chẳng phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên chẳng thể thành tựu trí nhất thiết trí. Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo, đối với mười lực của Phật phân biệt chấp trước, đối với bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng phân biệt chấp trước, thì Đại Bồ Tát như vậy, tuy học như vậy, nhưng chẳng phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên chẳng thể thành tựu trí nhất thiết trí. Xá Lợi Tử, vì nhân duyên ấy, có Đại Bồ Tát tuy học như vậy, nhưng chẳng phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên chẳng thể thành tựu trí nhất thiết trí. Xá Lợi Tử hỏi, có phải Đại Bồ Tát như vậy, tuy học như vậy, nhưng chẳng phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên chẳng thể thành tựu trí nhất thiết trí chăng? Phật dạy, đúng vậy, Đại Bồ Tát học như vậy, nhưng chẳng phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên chẳng thể thành tựu trí nhất thiết trí. Khi ấy, Xá Lợi Tử lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát? Khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, là học Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì có thể thành tựu trí nhất thiết trí. Phật bảo, Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát, khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng thấy Bát Nhã Ba La Mật Đa, cho đến chẳng thấy trí nhất thiết tướng là học Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì có thể thành tựu trí nhất thiết trí. Vì sao? Vì lấy vô sở đắc làm phương tiện. Xá Lợi Tử hỏi, Đại Bồ Tát ấy lấy vô sở đắc của pháp nào làm phương tiện? Phật dạy, Đại Bồ Tát ấy lấy vô sở đắc của bố thí Ba La Mật Đa làm phương tiện, lấy vô sở đắc của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa làm phương tiện, cho đến lấy vô sở đắc mười lực của Phật làm phương tiện, lấy vô sở đắc của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng làm phương tiện. Xá Lợi Tử hỏi, Đại Bồ Tát ấy, khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì sao lấy vô sở đắc làm phương tiện? Phật dạy, Đại Bồ Tát ấy, khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì không nội, nên lấy vô sở đắc làm phương tiện, cho đến vì không vô tánh tự tánh, nên lấy vô sở đắc làm phương tiện. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát như vậy, khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, là học Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì có thể thành tựu trí nhất thiết trí. Hết quyển thứ 41.